Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi là biên tập viên Huyền Anh. Ngay sau đây, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Ngày 21 tháng 9, sau cuộc họp thượng đỉnh ở bang Delaware, Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo của nhóm bộ tứ gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia đã nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh hàng hải, tập trung vào việc nâng cao khả năng tương tác giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước thành viên. Các nước bộ tứ có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung của lực lượng bảo vệ bờ biển bắt đầu từ năm 2025, cũng như mở rộng chương trình đào tạo cho các quốc gia khác trong khu vực nhằm nâng cao năng lực giám sát, thực thi luật pháp trên biển và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp. Chính phủ Israel hôm 21 tháng 9 đã mở rộng hướng dẫn khẩn cấp sang phía nam nước này, yêu cầu người dân hạn chế các cuộc tụ tập đông người ngoài trời và những nơi công cộng trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với nhóm vũ trang Hezbollah. Thông báo hướng dẫn dân thường Israel được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang những ngày qua giữa nước này và lực lượng Hezbollah sau một loạt vụ nổ máy, nhắn tin và bộ đàm gây nhiều thương vong tại Liban. Tối qua theo giờ Pháp, Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã thông báo thành phần chính phủ của ông với 39 thành viên đến từ các đảng trung dung và cánh hữu. Theo đó, trong số 17 bộ trưởng có 7 người đến từ liên minh trung dung của Tổng thống Macron và 3 người đến từ đảng bảo thủ, những người cộng hòa của ông Barnier. Điểm đáng lưu ý là danh sách các thành viên của chính phủ mới không có người của các đảng cánh tả và cực hữu, vốn là những đảng đã giành kết quả cao trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vừa qua. Lễ hội bia Đức, lễ hội bia lớn nhất thế giới đã khai mạc tại thành phố Munich trong điều kiện an ninh được thắt chặt sau nhiều vụ tấn công, được cho là do các phần tử thánh chiến thực hiện tại Đức. Bên cạnh 600 sĩ quan cảnh sát, chính quyền thành phố Munich sẽ triển khai thêm 1.500 nhân viên an ninh để hướng dẫn du khách qua các cửa kiểm soát ra vào. Trước đó, tại thành phố Solingen của Đức đã xảy ra vụ đâm dao khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương vào hồi tháng 8 vừa qua. Tổng thống Nga Putin hồi đầu tuần đã ký sắc lệnh tăng quân thường trực lên thêm 180.000 người, đưa quân đội Nga trở thành quân đội lớn thứ 2 thế giới xét về quy mô quân thường trực. Vấn đề này sẽ được biên tập viên Ngọc Thụy phân tích ngay sau đây. Kính chào quý vị khán giả và các đồng chí. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo đã ra lệnh tăng quân số thường trực lên 1,5 triệu. Nhà lãnh đạo Nga cho biết sắc lệnh trên được thúc đẩy bởi nhu cầu về biên chế của các đơn vị trong các quân khu mới. Trong một cuộc họp với các quan chức quốc phòng, Tổng thống Nga nhận định lực lượng chiến đấu của các quân khu mới thành lập cần được bổ sung vào biên chế những quân nhân có kỹ năng và được đào tạo huấn luyện bài bản. Sắc lệnh mới về việc tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang nhằm mục đích giải quyết mục tiêu này và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 tới. Nga đã tái cấu trúc các quân khu của mình vào đầu năm nay khi thành lập các quân khu Moscow và Leningrad trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây. Theo bình luận của trang thông tin News.az có trụ sở tại Azerbaijan, quyết định tăng quy mô lực lượng vũ trang của Nga là một bước đi chiến lược nhằm đáp ứng các thách thức quốc tế ngày càng gia tăng. Động thái này không chỉ nhằm củng cố vị thế quân sự của Nga, mà còn để đối phó với môi trường an ninh ngày càng căng thẳng, đặc biệt là từ các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và sự gia nhập của Phần Lan vào liên minh này. Theo các chuyên gia, một trong những lý do chính dẫn đến quyết định mở rộng quy mô quân đội Nga là áp lực đang gia tăng từ phía NATO và các đối tác phương Tây. Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga Andrei Katabolov, việc Phần Lan gia nhập NATO đã làm gia tăng áp lực lên Nga, đặc biệt là ở khu vực phía Tây Bắc. Do có biên giới chung với Nga, việc Phần Lan trở thành thành viên NATO đã đặt ra một nguy cơ tiềm tàng, đòi hỏi Nga phải thiết lập các đơn vị quân sự mới để bảo vệ khu vực này. Đây là một phản ứng trước môi trường quốc tế đang leo thang khi mối đe dọa về các cuộc xung đột biên giới ngày càng hiện hữu. Trong khi đó, ông Andrei Zuzevlev, phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, tuyên bố rằng
mối đe dọa từ NATO không chỉ giới hạn ở sự hiện diện của lực lượng quân sự, mà còn liên quan đến các cuộc thảo luận về khả năng tấn công tên lửa vào lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh như vậy, việc tăng quy mô quân đội trở thành một biện pháp phòng vệ cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và ngăn chặn các mối đe dọa từ phương Tây. Bên cạnh đó, sự gia tăng quy mô quân đội Nga cũng liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra, bao gồm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Việc thành lập các đơn vị quân sự mới là cần thiết để giảm thiểu áp lực lên các lực lượng hiện có và đảm bảo rằng quân đội có thể duy trì khả năng chiến đấu trong bối cảnh xung đột kéo dài. Cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy rằng một đội quân chuyên nghiệp và theo hợp đồng là chìa khóa để đối phó với các thách thức quân sự hiện đại. Do đó, Nga không chỉ tăng cường số lượng quân nhân mà còn tập trung vào việc phát triển lực lượng chuyên nghiệp và ký hợp đồng với các lực lượng khác, đảm bảo rằng các đơn vị mới sẽ được thành lập từ những binh sĩ có kỹ năng và kinh nghiệm. Ngoài việc tăng quy mô quân đội chính quy, Nga còn tập trung vào việc mở rộng lực lượng dự bị động viên. Năm 2023, Nga đã điều chỉnh hệ thống nghĩa vụ quân sự bằng cách nâng độ tuổi tối đa nhập ngũ từ 27 lên 30 tuổi. Thay đổi này có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024 và nhằm mục đích xây dựng một lực lượng dự bị mạnh hơn. Điều này cho phép Nga duy trì một lực lượng dự bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp, đồng thời tăng cường năng lực huy động khi cần thiết. Sự thay đổi trong hệ thống nghĩa vụ quân sự cho thấy Nga đang chú trọng đến việc duy trì một lực lượng quân đội linh hoạt, có khả năng ứng phó nhanh chóng trước các mối đe dọa. Các biện pháp này không chỉ nhằm tăng cường năng lực quân sự, mà còn thể hiện chiến lược dài hạn của Nga trong việc đối phó với môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp. Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Andrei Kolesnik đã chỉ ra rằng quân số trước đây được thiết lập cho thời bình, trong khi hiện tại, Nga đang đối mặt với những thách thức và mối đe dọa toàn cầu lớn hơn nhiều. Việc mở rộng quân đội là cần thiết để đảm bảo rằng Nga đang có đủ lực lượng bảo vệ đất nước trong tình hình bất ổn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đồng ý với quan điểm này, nhấn mạnh rằng các mối đe dọa ngày càng tăng từ cả phía Tây và Đông của Nga đã thúc đẩy nhu cầu mở rộng lực lượng quân sự. Việc tăng lực lượng thường trực là một phần của kế hoạch phát triển quy mô lớn giúp Nga không chỉ bảo vệ lãnh thổ mà còn duy trì vị thế trên trường quốc tế. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình tại đây. Mời quý khán giả và các đồng chí đến với những thông tin tiếp theo. Quân đội Ukraine cho biết các thiết bị bay không người lái UAV của nước này đã tấn công một kho đạn gần thành phố Tikhorest ở Krasnodar. Đây là một trong ba căn cứ chứa đạn dược lớn nhất của Nga, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của quân đội trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Trong một thông báo, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công các mục tiêu tại khu vực Tver và Krasnodar của Nga, trong đó có kho vũ khí 23 của Cục Tên lửa và Pháo binh trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại Tver và kho đạn pháo 719 gần thành phố Tikhoretsk ở khu vực Krasnodar của Nga. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, lực lượng Nga bắn hạ 101 máy bay không người lái của Ukraine, chủ yếu ở vùng biên giới Bryansk và 18 chiếc ở Krasnodar. Nga gần đây tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine hầu như hàng ngày. Kho đạn ở Tikhoretsk nằm cách tiền tuyến hơn 321 km và được cho là chứa một lượng lớn đạn dược hạng nhẹ, đạn cối, tên lửa pháo và tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng bao gồm cả tên lửa Iskander do Nga sản xuất. Cơ sở này chứa 2.000 tấn vũ khí. Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết thêm, kho vũ khí 23 của Nga nằm gần khu vực Otiaski ở vùng Tver đã bốc cháy khi bị tấn công. Lực lượng vận hành phương tiện không người lái, lực lượng hoạt động đặc biệt, cục an ninh và các lực lượng quân sự khác của Ukraine đã thực hiện hai cuộc tấn công nói trên. Ukraine cũng sử dụng thiết bị bay không người lái UAV tiến hành cuộc tập kích nhắm vào một trạm radar Patriot của Nga ở gần đó, có nhiệm vụ chuyên phát hiện những cuộc tấn công trên không. Theo một số nguồn tin, UAV mới này có tên gọi là Pianitsia để tiến hành các vụ tập kích. Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratie, gọi đây là cuộc tấn công khủng bố của Kiev. Chính quyền Krasnodar đã cho sơ tán khoảng 1.200 người dân gần đám cháy. Tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố, nơi có khoảng 50.000 người sinh sống. Chính quyền khu vực phía Tây Tver cũng thông báo về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm gần thành phố Toropets, nằm ở phía tây của khu vực. Thống đốc Tver Igor Rudenia cho biết những mảnh vỡ rơi xuống từ cuộc tấn công đang được xử lý. Ông Rudenia thông tin thêm,
không có cuộc sơ tán nào ở Toropets, nhưng tuyên bố tạm thời đóng cửa đường cao tốc liên bang M9 và cho biết sớm mở cửa trở lại con đường này. Vụ tấn công cũng khiến nhiều chuyến tàu chở khách gặp gián đoạn. Chuyến tàu đi từ Moscow đến thành phố Pskov ở phía Tây buộc phải chuyển hướng, trong khi một chuyến tàu khác chậm giờ khởi hành. Các vụ việc trên diễn ra 3 ngày sau khi lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu và phá hủy một cơ sở lưu trữ đạn dược ở Toropets ở miền trung nước Nga bằng các cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái. Ngày 21 tháng 9, Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận Hải quân chung phương Bắc tương tác năm 2024 tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga. Theo đó, một nhóm tàu tác chiến chung thuộc hạm đội Thái Bình Dương và Hải quân Trung Quốc đã khởi hành từ Vladivostok để tiến hành cuộc diễn tập chung. Theo cơ quan báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương, một đội tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương và Hải quân Trung Quốc đã khởi hành từ Vladivostok để tiến hành một cuộc tập trận chung. Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, trong suốt một tuần tới, hai bên sẽ diễn tập đẩy lùi cuộc tấn công từ kẻ địch giả định từ trên không, trên biển và dưới nước. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong quá trình huấn luyện, Hải quân hai nước cũng sẽ thực hiện bắn pháo và một số bài tập tác chiến sử dụng vũ khí phòng không chống tàu ngầm. Tham gia cuộc tập trận sẽ có các tàu chống ngầm Đô đốc Panteleyev, Đô đốc Chibuts MPK-82, MPK-107, cũng như tàu hộ vệ tên lửa Smech của Nga. Trong khi đó, phía Hải quân Trung Quốc điều các tàu khu trục Tây Ninh, Vô Tích, khinh hạm Lâm Nghi và tàu tiếp tế Thái Hồ đến cuộc diễn tập. Chia sẻ với truyền thông ngày 21 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow và Bắc Kinh không cần phải tạo ra một liên minh quân sự, nhấn mạnh rằng quân đội của hai nước đã hợp tác thành công mà không cần tạo ra bất kỳ liên minh nào. Theo Ngoại trưởng Nga, những sự hợp tác đó là điển hình nhất trong toàn bộ lịch sử quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Chúng tôi tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường xuyên. Quân đội Nga-Trung hợp tác với nhau, xây dựng năng lực cho các hành động chung, cũng như các cuộc tập trận chung. Chúng tôi không cần phải thiết lập bất kỳ liên minh quân sự nào, giống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, Hải quân Trung Quốc cũng đã tham gia vào cuộc tập trận hải quân chiến lược của Nga, Đại Dương 2024, tại các vùng biển thuộc Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, biển Caspi và biển Baltic, với quy mô lớn nhất trong vòng 30 năm qua. Cuộc diễn tập quân sự diễn ra qua nhiều giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, tàu chống ngầm Đô đốc Kulakov đã dùng pháo tàu để tiêu diệt các vị trí hỏa lực của kẻ địch giả định trên biển. Trong giai đoạn 2, lực lượng đã thực hiện cuộc đổ bộ xe bọc thép theo cách áp sát khi tàu đổ bộ tiến sát vào bờ và phương tiện quân sự tiến thẳng vào đất liền. Tại các khu vực diễn ra cuộc diễn tập của các lực lượng hải quân và hạm đội Caspi, các đơn vị của Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã được huy động để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Để đảm bảo trật tự công cộng và an ninh, Bộ Nội vụ Nga đã huy động hơn 17.000 nhân viên cảnh sát và hơn 2.000 phương tiện đặc chủng. Trong bối cảnh Bồ Đào Nha đang chịu ảnh hưởng lớn từ những đợt cháy rừng trên diện rộng, gây thiệt hại lớn đến tài sản và tính mạng con người. Các chuyên gia nhận định rằng, việc đầu tư hàng chục tỷ đồng vào công tác đối phó sẽ chẳng có ích gì nếu như các nước không có phương án quản lý và cải tạo đất đai phù hợp. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Theo chuyên gia phòng chống cháy nổ Lindo Pronto tại Viện Lâm nghiệp châu Âu, công tác cứu hộ cháy rừng ở Bồ Đào Nha gặp rất nhiều khó khăn vì nhân lực hạn chế mà cháy rừng thì ngày càng lan rộng. Vấn đề cấp bách hiện nay để phòng chống cháy rừng là công tác trồng rừng hiệu quả thay vì rót tiền đầu tư. Khi một đám cháy lớn xảy ra, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ thành phố lân cận.